Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là nội ngoại thất chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V có ngoại thất là màu xám xanh và nội thất của xe sẽ là màu gì để em kiểm tra cho anh chị nhé. Nội thất của xe sẽ là một nội thất màu đỏ hoàn toàn mới. Đây. Thì em đầu tiên trước khi giới thiệu về phần nội thất cũng như là chi tiết thì em sẽ đi một vòng xung quanh xe và giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Corolla Cross này. Thì chiếc xe Toyota Corolla Cross 2024 thì sẽ phân phối với hai phiên bản là 1.8V trước mắt chúng ta đây. Có giá niêm yết giảm từ 860 còn có 820 triệu mà lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh nó chỉ rơi vào khoảng là 900 triệu. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8HV phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết là giảm từ 955 còn 905 triệu và tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ. Xe thì giảm giá rồi. Còn có bị cắt gì không? Thì xin trả lời với anh chị là xe giảm giá rồi nhưng mà tính năng không những bị cắt mà còn được nâng cấp thêm rất nhiều tính năng. Thì đầu tiên ở phần đầu xe thì anh chị sẽ thấy là xe sẽ được nâng cấp lên là một diện mạo mới, diện mạo có hơi hướng Lexus, mà diện mạo phần đầu xe khá là giống cái xe RX350. Và nâng cấp thêm là cái cụm đèn này, vẫn là cụm đèn bi LED tuy nhiên là được nâng cấp lên đẹp hơn rất nhiều, xi nhan dạng dòng chảy này. Đó là về phần đầu xe. Còn ở phần đuôi xe thì phần thân xe và đuôi xe thì không có sự khác biệt, vẫn vậy, vẫn giữ giống phiên bản 2023. Và ở phần trần xe thì sẽ có một cập nhật mới rất là hay, cập nhật về cửa kính trời xe toàn cảnh cho cả phiên bản 1.8V và 1.8HV. Lát nữa em vào xe em sẽ mở cho anh chị xem thử. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ rơi khoảng 7,55 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Một mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tối ưu. Em sẽ về phần nội thất anh chị xem qua nhé. Thì như em có vừa giới thiệu thì chiếc xe này đã được nâng cấp lên một màu đỏ mới, khác so với phiên bản 2022 và 2023 là chiếc xe này có màu đỏ tươi hơn và phối với các cái chi tiết là da đen ở đây đỏ tươi hơn nhưng mà ít chi tiết đỏ hơn, nó hơi giống với cả phong cách của Lex của Porsche đấy ạ. Cái màu đỏ nó cũng na ná giống, nó không phải màu đỏ bã trầu như phiên bản trước. Nhìn qua thì có vẻ là trông hơi chói nhưng mà nhìn kỹ thì trông khá thể thao đấy ạ. Em sẽ đề máy lên anh chị xem nhé. Ngay trước mắt anh chị đây thì anh chị sẽ thấy là cái một màn hình 12.3 inch, một màn hình nó không phải là phối giữa màn hình và cái kim đồng hồ nữa mà sẽ là màn hình 12.3 inch. Màn hình của phiên bản 1.8V này thì vẫn giống phiên bản cũ, tuy nhiên là phiên bản 1.8HV thì sẽ là một màn hình nâng cấp mới. Còn một chi tiết anh chị cũng khá quan tâm, cũng nhiều người anh chia sẻ với em là giá như mà có phanh điện tử thì tốt, thì đây phanh điện tử đã có trên phiên bản 1.8V và 1.8HV. Nó sẽ anh chị sẽ đi lại sẽ tiện hơn rất nhiều. Còn cái phiên bản hai phiên bản thì đều có cửa kính trời toàn cảnh. Mở một chạm như thế này. Đến hết hàng ghế thứ hai luôn anh chị ạ. Đó, hết là ghế thứ hai. Em sẽ đóng lại nhé. Một chạm. Đó, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất cũng như màu xe, giá xe và báo cho anh chị về các tính năng mới của xe Toyota Cross. Thì anh chị nào quan tâm về xe này cũng như là cần em tư vấn thêm, có nhu cầu đặt xe thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.